Rồi, số lục của anh Bảy xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 17 tây tháng 9 em sẽ lên kỳ là 604 nha anh em. Thì kỳ này em sẽ lên cho cần cho anh em là đa số là cần carbon phíp đầy đủ luôn ha, cần carbon với phíp đầy đủ luôn. Thì hôm nay thì có nhiều loại nha, rút nè, một khúc nè, ISO nè, ISO phiên nhỏ, cần bạo lực rồi cần súp, rồi cần tay, rồi thêm cái là hai khúc ba khúc nữa ha, dây trong đầy đủ luôn. Thì số điện thoại của em là 0988546535 nha anh em. Số này có Zalo luôn ha. Thì anh em nào chốt hàng thì mình gọi trực tiếp hoặc là nhấn Zalo nha. Nên anh em đừng có bình luận dưới đây, là bị bình luận mà ghi địa chỉ là bị ẩn nha. Còn bình luận bình thường thì nó bình luận bình thường thì nó không ẩn, còn mà anh em mà ghi địa chỉ số điện thoại vô là bị ẩn à. Ha. Rồi, thì anh em nào chốt hai đơn trở lên em sẽ miễn phí ship, còn anh em nào chốt một đơn mà chuyển khoản đảm bảo ship, còn anh em nào mà chốt một đơn mà ship code thì sẽ cộng cho em là phí ship là 30.000 một đơn nha. Rồi, ok, lên hàng nha anh em. Đây, đầu tiên em sẽ combo cho anh em là 4 cây luôn nha. 4 cây này nó cho anh em về anh em chơi, 4 cây giá rất là rẻ luôn. Đây, đầu tiên là một cây cần apply, hai cây này chất liệu phíp nha anh em. Đây, cây này mắc Isaben luôn nè. À, nó khoen là khoen kẽm nha, cây này dài 2m4. Nó một cây ha. Ba cán gỗ luôn ha. Rồi, tiếp theo, cây thứ hai là cây hai khúc còn khá là đẹp luôn, cán gỗ luôn ha. Cây này bass là Fuji, dàn khoen là kẽm nha anh em. Cây này còn rất là mới luôn. Thì độ cứng cây này tầm khoảng cỡ là tầm khoảng cỡ là 8 đến 10 thôi. Độ cứng này 8 đến 10, cây này theo lỗi Henchy nha. Tầm khoảng cỡ là 8 đến 10. Rồi, tiếp theo là một cây rút nha, một cây ISO rút ngắn. Đây, cây này cũng Daiwa luôn nha anh em. Đây, ISO rút ngắn của Daiwa nè. Đó, đọt số 1 dài 2m1, nhưng cây này thực tế thì nó chỉ có là 1m9 thôi nha anh em. Cây này thực tế nó 1m9 thôi. Đây, dàn khoen là Fuji luôn nè anh em. Nè. Thì cây này chỗ cái đọt này tháp nha. Chỗ này là nó tháp độc đặc nha, trên đây là đặc nè anh em, nó tháp độc đặc ở đây. Đó. Thì cây này em đo thực tế nó là 1m9 nha. Đó, chỉ còn 1m9 thôi. Đây, độ cứng của nó nè anh em ha. Đó. Đây. Rồi, tiếp theo là một cây nữa. Là một cây này anh em về anh em hạ tay luôn ha. Thì cây này hình như là carbon đó anh em. Đây. Để em coi, đây phíp luôn ha. Cây này cũng là dòng phíp đỏ luôn nha anh em. Đó, cây này phíp đỏ luôn. Nè, thì cây này anh em về hạ tay chơi là ngon lành luôn ha. Nè, cái này là bass nè. Đây, cây này dài 3m6 nha. Đây, dàn khoen trên đây nó bị mắc cái bu ha, với mấy cái khoen chạy ở đây nha anh em. Mắc bu với mấy khoen chạy ở đây. Đó, thì độ cứng nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 15 ha. Cứng nó cỡ 15. Đây, thì theo cần tay thì nó cỡ là 5H nha. Cỡ 5H cần tay á anh em về hai tay anh chơi nha. Đây, thì 4 cây này em sẽ combo cho anh em luôn ha. Giá rất là rẻ nha anh em. Anh em nào lấy nhanh thì còn nha. Thấy thì mình lấy. Rồi, 4 cây này giá chỉ có 350 thôi nha. Nè, 4 cây này giá chỉ có 350.000 thôi anh em. Đây, 350.000 là anh em lấy 4 cây này. Rồi, mã số là mã số 1 nha. Tiếp theo mã số 2. Đây. Mã số 2 em sẽ combo cho anh em là 3 cây cần rút. Đây. Đây, combo cho anh em 3 cây cần rút ha. Hai cây là dài là một cây là dài 1m65, một cây 1m7 và một cây là 2m4. Đây, em sẽ cho anh em coi từng cây luôn ha. Nè, cây này. Đây, đọt đặc hết trơn nha anh em. Mấy dàn khoen là khoen kẽm nha. Đây, khoen là khoen kẽm, xài biết nào mà nó hư. Thì cây này có 4 khoen thôi. Đây. Nè, đọt đặc nha. Cứng tương đương tầm khoảng cỡ là 20 nha anh em. Cứng cỡ 20. Đó, đây một cây 1m7 nha. Cây này là 1m7 nha. À, cây này 1m7 nè ha. Ở trong màu xanh nè, bass carbon nha. Tiếp theo. Tiếp theo, cây này đẹp nè. Cây này có 5 khoen nha anh em, bộ khoen còn mới cáo luôn. À, đây. Đó, rồi cây này dài 1m6 nha. Cây này còn rất là mới nè, dài 1m6. Tiếp theo, cây này còn khá đẹp luôn. Cây này mới cáo luôn nè. Cây này dòng khoen sứ luôn. Ha. Đây, cây này khoen sứ luôn, mới cáo luôn. Thì cây này dài 2m4 nha anh em. Đây bát này, cán mút Eva luôn. Đó, thì em sẽ combo cho anh em 3 cây. 3 cây này giá là 350 luôn ha. Mã số 2 giá là cũng là 350 combo cho anh em 3 cây. Đó, bữa hổm anh em nào kiếm 3 cây mà combo 350 mình lấy nha. Bữa hổm giờ cũng hai ba anh em hỏi rồi. Rồi tiếp theo. Mã số 3 em sẽ combo cho anh em 2 cây. Một cây hình như là 2 cây 1m2 hết nha. Đúng rồi, hai cây này combo là 1m2 hết trơn nha anh em. Đây, hai cây 1m2 để em lấy cây này ra cho anh em.
Coi cây này còn mới lắm, cây này hàng chưa sử dụng luôn. Hai cây này dạng như là Ikeda nha anh em. Ha, hai cây này dạng cũng như là Ikeda vậy. Đây. 1m2 chân luôn. Nè. 1m2 cây này còn mới, cây này trong bọc nè. Cây trong bọc này là Victory nha, mắc in Japan luôn. Cây này mắc in Japan nè. Đó, cái dạng cũng như Ikeda nha. Một cây là khoen kẽm nha anh em, cây đỏ là khoen kẽm nha. Hàng zin hết trơn luôn. À, còn cây này là lên khoen lại nè. Cây này lên khoen lại bộ khoen nè, khoen này kiểu là khoen nòng súng nè, đời ba nòng súng nè. Còn cái này là kiểu khoen lá hết trơn nè. Nó thấy không? Khoen sứ hết trơn luôn, bu là bu xích luôn anh em. Wow, được cái bu xích luôn mới ghê chứ. Rồi, đó là dạng Ikeda nhỏ nhắn nha anh em. Đó. Rồi combo hai cây này giá chỉ có 400k thôi anh em. Nha. Đây, hai cây này là 400k nha anh em, mã số 3. Đó, tiếp theo, mã số 4. Đây, mã số 4. Mã số 4 là một cây cần carbon một khúc nha. Cây này carbon một khúc. Đây, dàn khoen là Fuji luôn anh em. Nha, cây này độ cứng tương đương tầm khoảng cỡ là 20-25 mà anh em. Cây này cứng cỡ 20-25 thôi. Đây, độ cứng của nó đây. Nó là một khúc dài là 1m. Cây này dài 1m25 ha. 1m25 nha anh em. Cần carbon nha. Đây, cây này cần carbon. Đây, tem nhật đầy đủ luôn. Cây này mã số 4 giá là 250 nha. Tiếp theo, mã số 5. Đây, mã số 5 là dài 1m15. Đây, mã số 5 là dài 1m15. Cán là cán trúc nha. Cán trúc nhật. Cây này cũng nghệ nhân Nhật lên nha anh em. Đây, và phát là Fuji. Dàn khoen cũng là Fuji luôn anh em. Ăn tiền cái dàn khoen nha. Đây, cây này cứng từ cỡ 30 nha anh em. Cây này cứng cỡ 30. Đó, dài 1m15. Carbon luôn. Rồi, cây này giá cũng là 250 luôn ha, mã số 5 chứ. Rồi, tiếp theo là mã số 6. Đây, mã số 6 là em có một cây ISO nha, bữa hổm về ISO cũng dễ ít. Đây, một cây ISO gì là và cây này cũng là Shimano Carbon nha. Cây Super Carbon, đây Shimano. À, đó, đây, dàn khoen của nó nè. Thì cây này mà anh em về không chơi thì phải Fuji nha. Đây, cái bu của nó nè. Cái bu của nó là cái bu này nó thai nha, cái bu này bự nó bấm dẹp lại nè. Đó, rồi dàn khoen thì ngon lành hết trơn nha anh em, chỉ có cái bu này nó hơi bị đây, nó dẹp nè, nó bấm hơi xéo xíu. Đó, đây nữa em có bu khác em thay cho. Rồi, đây cái này là sức keo nha, cái này là sức keo nữa em chấm lại. Đó, carbon nha anh em, cây này là cần carbon nha, cũng Shimano luôn. Đó, đây có xước nè ha. À, ở trên đây thì có xước nha. Thì cây này độ dài của nó em đo được là 5m8 luôn nha anh em. Cây này tới 5m8, độ nảy tương đương là tầm khoảng cỡ là 3H cành tay nha. Nó cỡ 3H cành tay, Super Carbon. Rồi, thì cây này mã số là mã số 6 nha anh em, giá là 350 nha. Đây bát của nó nè. Bát của nó thì nó cây này nó có quấn bằng co nha anh em. Nè, nó quấn cái bằng co nè, anh em không thích thì về tháo ra ha. Rồi, đây, nắp đít nè. Thì cây này anh em về hai tay ngon. Chỉ có 350 thôi, cần carbon bán như cần phép anh em. Mã số 6 nha. Tiếp theo mã số 7. Đây, mã số 7 là một cây ISO khá là đẹp luôn. Một cây ISO đọt số 1 dài 5m4, mà cây này thực tế, cây này em đo thực tế là 5m2 nha anh em. Cây này độ cứng tương đương tầm 3 đến 4h cần tay nha, tại vì nó đã ngắn đọt rồi. Đó. Đây. Rồi cây này là C4C ISO nha. Nè, màu đen. Cây này nó thay bu nha, thay bu to cho anh em luôn nè. Nó thay cái bu to rất là to luôn, cái đọt cũng rất là to luôn nha anh em. Thì hồi nãy giờ em cũng quên cân nặng và đo đọt cho anh em ha anh em. Để em lấy cái quên cân nặng chứ. Hồi nãy giờ quên cân nặng đo đọt cho anh em ha. Bắt đầu từ đây là cân nặng với đo đọt nha anh em. Để cho anh em nắm rõ về cái thông số của cô cây cần. Rồi, cây này mã số 7 nha, nặng là 220g nha anh em. Đây, cái đo đọt cho anh em luôn, để cho anh em biết anh em về anh em hạ tay nha. Đây, cái mấy cái này đa số anh em về hạ tay là nhiều. Rồi, cây này carbon ha, ISO carbon. Đây, rồi, đọt của nó là, rồi cây này đọt của nó là 1 ly 9 nha. Đọt 1 ly 9 anh em, chưa tới 2 ly. Đọt cái ly 9. Rồi, dài độ dài thực tế của nó là 5m2 nha. À, đây, thì cây này để cho anh em giá là 370.000 nha anh em, mã số 7 nha, dài 5m2. Tiếp theo mã số 8. Đây, mã số 8. Anh em nào về cây này cái anh em bán cũng như là bán một cái phôi cho anh em nha. Một cây Power Lock nè, cây NFT Power Lock nè. Đó.
carbon hai da nè, em bán như gặp voi cây này đọt 1.5 dài 5m4, nhưng mà độ dài thực tế cây này còn 5m rồi nha anh em. Cây này độ dài thực tế em đo được là 5m rồi nha. Còn cái bát nó quấn băng keo gì nè, nó giờ anh em tháo ra không? Đó, cây này chủ yếu em để cho anh em là về hạ tay nha. Dàn khoen nó còn ngon luôn nè, nó bu cũng còn ha, dàn khoen cũng ngon lạnh hết trơn luôn. Đây trong nè, cần bên trong nè, nè carbon mà sắn nè, sắn hai da dòng bao lốp bên em khá là nhiều anh em biết rồi. Nó cái khoen này thì nó bị mắc xứ nè, nó chủ yếu em bán cho phôi thôi, giờ anh em hạ tay nha. Nè nó bao lốp, cây này độ cứng tầm khoảng cỡ 4-5H luôn anh em ha, độ nảy của nó tầm 4-5H á, rất là nảy luôn. Để em cho anh em coi cái độ nảy của cây cần nha, cây này tầm khoảng 4H 4H rưỡi rồi. Đây độ nảy của nó tầm 4H 4H rưỡi nha anh em. Nè đó, anh em về anh em hạ tay nha. Rồi thì cái này cân nặng cho anh em chơi ISO cũng vẫn được nha, bình thường thì cây này nặng là 193g nha. Đây cái đọt của nó, rồi đọt của nó là 1 ly 4 nha anh em. Cây này đọt 1 ly 4, mã số là mã số, cây này độ dài thực tế là 5m nha anh em, nghe rõ nha, mã số 8, giá là 700k nha. À, 700k cái phôi bao lốp nha, thì anh em hạ tay. Tiếp theo mã số 9, đây mã số 9 là em có một cây cần rút nè, bữa hổm giờ anh em tìm rút nè, rút ngắn ngắn nè, cây đai hoa còn khá là đẹp luôn anh em. Cây đai hoa bát là Fuji, khoen là Fuji luôn nha, cây này khoen Fuji luôn nha, cây này chất liệu phíp nha anh em. Đây có cái khoen đờ ba thì nó có mình như một nước cái dòng kim loại nha, em đã chấm keo ngon lạnh hết trơn nha. Đó đây thôi thì ngon lạnh luôn, cây này cứng cỡ 30 nha anh em, cây cứng 20 chứ. Đây cây này cứng 20 và 2m4, hàng Made in Korea nha. Thì độ cái cân nặng của nó là 170g. Còn cái đọt, đây cái đọt cây này là đọt là 1 ly 8 nha anh em. Đọt của nó là 1 ly 8. Đây cứng 20 và 2m4, cây này mã số 9, giá là 250 nha. Còn cái nắp chụp đầu bị mắc cái đồ đây rồi, nó mắc cái đồ gài lại rồi, anh em về anh em làm cái đồ gài khác nha. Đó đây, còn anh em cột dây thun vô đây. Rồi tiếp theo mã số 10, đây mã số 10 em có một cây rút tiếp. Đây một cây rút nè, một cây rút dòng ai kiểu ISO phen to anh em. Đây cây này cũng dòng hàng rút, anh em lấn lăn C hay là anh em câu cây này chơi lăn C hoặc là anh em câu giải trí đồ sông hồ là cũng ngon nha. Thì cây này dài là 3m3 anh em, cứng là 30 nha. Cây này cứng 30, dài 3m3, cần carbon nha. Cây này carbon, dàn khoen của nó là khoen hãng nha, khoen hãng mà lọng sứ anh em, khá là ngon luôn. Cây này dài 3m3, thẳng tưng luôn nè. Đó, thẳng tưng luôn anh em, cứng cỡ 30 nha. Đó. Màu đỏ, anh em nào thích màu đỏ mình lấy nha. Cây này thì cây này nó là hàng carbon. Này. Cây này ganh súc nha, cây này thể loại là cần súc anh em. Anh em nào đánh bạc bãi lăn xê rồi thì ngon. À, hoặc bạc bãi lăn xê hoặc là câu bờ biển luôn đó, câu gần rồi đó thì mình lấy nha. Cây dài 3m3, cứng 30. À, rồi thì cây này cân nặng của nó là, cây này cân nặng là 270g ha. Đây cái đọt của nó đây, đọt của nó là 2 ly 4 nha anh em, đọt 2 ly 4. Rồi còn nắp chụp đầu luôn nè, nắp chụp đầu cũng mắc cái đầu gài ha anh em, cũng mắc cái đầu gài. Thì cái cây này là mã số 10, giá chỉ có 300k thôi, cần carbon luôn nha. Tiếp theo mã số 11, đây 11 là lâu lắm mới về được một cây súp, phải một cây ISO phen to. Đây một cây ISO phen to đọt số 4, dài 5m4 nha anh em. Cây này dàn khoen là Fuji hết trơn luôn anh em. Đây dàn khoen Fuji hết trơn luôn, đọt số 4, dài 5m4, cái đọt khá là to luôn nè. À, đây cái bu là bu Fuji luôn nè. Đó. Rồi thì cây này nè, bên trong nè màu đỏ nè ha, đỏ đen. Đó, phôi rất là dày luôn, cây này phôi phải nói nó siêu dày luôn anh em ơi, phôi cây này dày vãi luôn. Rồi thì cân nặng cây này cân nặng của nó là 480g nha. À, phôi rất là dày luôn, 480g. Và cái đọt của nó nè, wow, cây này đọt tới 2 ly 2 lần nha anh em. Đọt số 4 mà, đọt số 4 và 5m4, cây này hạ tay phải đánh là bao phê luôn, cho khoen Fuji ha. Nắp chụp đầu vẫn còn luôn ha, còn nắp chụp đầu zin luôn nha anh em. À, nắp chụp đầu ok luôn. Rồi thì cây này là mã số 11 nha. Cây này mã số 11, giá là 600k, hàng carbon, fan bass là Fuji hết trơn nha anh em. Đây còn khá là đẹp luôn, dòng là Five Star của hãng Korea nha. Tiếp theo
Là em có, em có một cây cần để cho anh em câu đáy nè. Anh em nào câu đáy mình lấy câu đáy và câu máy điện nha. Cây này chủ yếu là câu máy điện thôi. Rất là nặng nha. Cây này là phôi của nó, cây cắm gốc nha anh em. Cây này nói gốc nha. Cây này cái phôi của nó anh em nhìn nè, cái phôi đặc nha anh em. Cây này độ cứng tầm khoảng có 200-300 á. Đây, cây này cứng nha, cứng có 200-300 á. Nè. Đó. Cái phôi của nó là cần đặc hết trơn nha. Phôi này phôi đặc nha, chứ không phải là phôi rỗng đâu. Nó cứng lắm anh em. Nè, cứng lắm. Nó bự nữa, nó to. Đây, tất cả là phen gồng gọc hết trơn nha. Cái này là để cho anh em câu đáy câu máy điện được thôi. Rất là nặng nha. Nó nói gốc nè, cái gốc này cũng nặng lắm nè. Ha. Thì anh sẽ cái cân cho anh em chắc cỡ hơn ký quá. Cây này hơn ký là chắc luôn á anh em. Rồi cây này là 1 kg 95 gram nha. Đó. 1 kg 95 gram anh em. Cây này rất là nặng nha. Tại vì nó là cây viên cần đặt mà. Cái đọt của nó nè. Cho anh em đo cái đọt cho anh em. Cái đọt này chắc tầm khoảng cỡ là 8 ly 10 ly. Đây, cái đọt của nó là wow, 6 ly rưỡi nha. Đọt là 6 ly rưỡi rồi. Đó, đây, 6 ly rưỡi nha anh em. 6 ly rưỡi đúng rồi. Đó. Rồi, thì cây này cho anh em nào câu máy điện thì mình lấy nha. Thì cây này giá là 500k nha anh em. Đây bát nè. Đó, mã số 12 là 500k nha. Tiếp theo mã số 13. 13 thì có nó cũng như là một cây số 12 thôi. Đây cây này cũng là cái đọt của nó là không biết đâu đặt hay gì á. Này. Nguyên cái khúc này đặt hết trơn nha. Ngay dòng phen của nó là phen kẽm. Còn cái bu là bu gồng gọc nha. Rồi thì cây này nó lỗi của nó là nó mắc cái khúc gốc ở dưới đây nha. Mắc cái khúc gốc dưới đây bát thì vẫn còn nha, mắc cái khúc gốc dưới đây nè. Anh em về anh em làm cái cây anh em. Anh em làm một đẻo một cái cây anh em gắn vô anh em làm cái cán dưới đây dài ngắn vậy anh em tự chỉnh nha. Thì cái đọt này, cái này là một khúc nha. Một khúc này nó dài là 1m2, 1m5 nha anh em. Khoan. 2 tầm khoảng cỡ là 1m55. Cái này cỡ 1m55 nha. Thì em để cho anh em mã số 13 này giá là 200k nha anh em. Đọt rất là to luôn nè. Đọt này to lắm nha. Rồi, mã số 13 này 500 khoảng 200k cho anh em nha. Để cho anh em làm. Rồi tiếp theo mã số 14. Đây. Mã số 14 thì em có hai cây súp. Hai cây súp 3m9 cho nha. Hai cây súp 3 khúc 3m9. Đây hai cây này. Đây giới thiệu cây trước đi. Đây cây súp này khoen kẽm nha anh em. Khoen rất là to luôn. Anh em đánh nè. Khoen to vãi luôn. Đó. Đây cây này là một cây súp của hàng Shimano. Dài 3m9 nha anh em. Cứng tầm khoảng cỡ là cứng chắc là tầm khoảng cỡ là 20-23-25 gì đó. Cái đọt của nó là 4 ly luôn ha. Đây. Đọt của nó nè, để em đo coi. Cỡ 4 ly á. 3 ly 8, 4 ly vậy nè. Này. Nè. Đó, cây này ngon lành luôn ha. Đó, một cây, em sẽ combo hai cây tại vì hai cây này nó bự á, đi cho combo cho nó đi chung luôn anh em ơi. Đây, cây này thì nó thay cái phen Fuji cho anh em phen R3 nè. Đó, cây này cũng 3m9 luôn nha anh em. Cây này hãng là Olympic. Đó, Olympic 3m9 luôn. Nè, bu ngon luôn nè. Phen là phen Fuji luôn nè. Nó thì em combo hai cây này cho anh em giá là 500k ha. Mã số là mã số 14 nha anh em. 14 là hai cây này là 500k ha. Tiếp theo. Qua đây là cần tay với cần hai khúc ba khúc nè. Mã số 15. Đây, 15 em có một cây cần tay. Cây cần tay hãng Olympic nha. Cây này được cứng tầm khoảng cỡ là cây cần tay là mini, khúc mini nha. Cây này cứng cỡ 2 cỡ 3h nha anh em. Đây cầu ca chiếc được chơi, grow chiếc nha. Ha, được 3h khá là thẳng luôn. Đó, cần thẳng nha. Đó. Rồi thì cây này mã số là mã số còn khá là đẹp nha. Cây này 80-85% ăn lên đó anh em. Rồi cây này mã số 15 nha, giá là 200k. Tiếp theo mã số 16. Đây mã số 16 em có một cây này. Cây này là, đây cây này dòng nội địa nha. Độ dài bao nhiêu thì em chưa đo nữa ta. Để em đo độ dài cây này cái nha anh em. Cây này chắc cỡ 3m6 quá. Cây này 3m6 đúng rồi. Cây này 3m6 2, 4, 6, cây này 3m6 anh em. Đây, cây này chất liệu phíp ha, 3m6, độ nảy là 3H luôn ha anh em. Cây này câu có rô được chơi ha. Đây, cần nè, cán nè, quấn chỉ đầy đủ luôn. Thì cây này cũng là 200k luôn nha. Quên đo cân nặng cho anh em nữa ha. Rồi, cây này cân nặng là 115 gram nha anh em. À, nặng là 115 gram.
Rồi, cây này tầm khoảng cỡ là 3H nha, mã số 16, giá là 200k. Tiếp theo mã số 17, đây 17 cũng là một cây cần phíp dài 4,5m nha. Cây phíp này dài 4,5m, dài chút, đây cán cũng có quân chỉ luôn nè. Đó, càng còn khá là đẹp nha anh em. Độ nảy cũng là tương đương là 3H nha. Cây này 4,5m, nảy cũng là 3H luôn. Nè, còn khá là mới nha. Đây bên trong nè. Đó. Rồi, thì cây này cũng như của Đại Hoa nha. Cây này cũng Đại Hoa á. Rồi, cây này mã số 17 giá cũng là 200k luôn nha anh em. Thì cân nặng của nó, cây này cân nặng là 240g nha. Rồi tiếp theo mã số 18. 18 là em có một cây carbon nha anh em. Anh em nào thích chơi carbon thì mình lấy nha. Một cây carbon Retriever H. Cây này 5,4m, cây này dạ cứng là 4H nha. Cây này thẳng tưng luôn anh em ơi. Anh em nào chơi 4H mình lấy nha. Đây cây này phôi nè. Phôi carbon sắn gân 3D nha. Nè, đó, carbon sắn gân 3D. Bên trong còn khá là mới nha anh em. Cây này chuẩn 4H cho anh em chơi nha. Dài là 5,4m. Đó, cây này 4H luôn. Rồi, cây này mã số là mã số. Rồi, để em coi mã số mấy, mã số 18 nha. Đây mã số 18. A da. Cây này cân nặng. Cân nặng cây này là 220g nha anh em. Đây, cây 18 này đo đọt cho anh em luôn, cây 18 này. 18 này cái đọt cũng khá là to nha. Cái đọt là 1.2 lần anh em. Đó, rồi mã số 18 này giá là 500k ha. Đó, anh em lấy một cây cần tại carbon luôn. Tiếp theo mã số 19. Đây 19 em có một cây cần 2 khúc nha. 2 khúc carbon luôn anh em, 2 khúc carbon nè. Nó carbon sắn gân, dàn khoen bát là Fuji hết trơn luôn nè. Đó, còn mới lắm, cây này mới 80% ăn lên nha. 2,4m thì cây này độ cứng là 50 đến 80 nha, cứng 50 80. Đây đọt là đọt tháp đặt nha anh em, còn khá là mới luôn. Cây này giá rất là tốt cho anh em chơi nha. Mã số 19 giá chỉ có 450 thôi anh em. Rồi cây này nặng của nó là 290g nha. Và cái đọt. Đọt của nó là 1 ly 2 ly nha. Đọt là 2 ly luôn anh em. Rồi, cây này là mã số 19 nha, giá là 450 thôi, carbon luôn mà phen bát Fuji luôn anh em. Giá rất là tốt nha. Tiếp theo mã số 20. Đây, mã số 20 cũng là một cây 2,4m luôn ha. Cây này cũng đại qua dòng Honda Lock gì nè. Đây. Cây Dipo gì nè, Excel cứng 50 và 2,4m nha. Cây này 50 và 2,4m. Dàn khoen cũng là Fuji luôn nha anh em. Cây này khoen bát Fuji, cây này có hơi xước dâm nha. Đây, carbon sắn gân 3D luôn. Cây này có xước dâm. Đó, kén nè, dòng Honda Lock luôn. Thì cây này mã số là mã số 20 nha. Cây này giá là 450 nha. Cây này cũng là 450 luôn. Rồi, cân nặng cây này là 280g luôn nha anh em. Chờ cái đọt của nó nè. Cây này cái đọt của nó là tới là 2 ly 4 nha. Cái đọt 2 ly 4 nha anh em. Rồi, mã số là mã số 20 giá 450 luôn. Tiếp theo mã số 21. Đây, 21 là em có một cây Henchy nha. Henchy carbon luôn nè, Alpha Tackle Hoàng Korea. Cây này cứng 10 đến 20 nha anh em. Đây, cứng 10 đến 20. Đây, carbon khoen bát là Fuji. Khoen là Fuji chân cao luôn nè. 10-20. Hàng Korea nha anh em. Cây này Korea sức 1,8m. Cây này giá là 350 nha, mã số 21. Rồi, cây này nặng là 100g thôi ha. Và cái đọt của nó nè. Cây này cái đọt của nó là 1.8 nha anh em. À, mã số là mã số 21 nha. 350 tiếp carbon luôn nha anh em. Tiếp theo là mã số 22. Đây 22 em có cây cặn 3 khúc nha. Cây 3 khúc này. Đây 3 khúc này chỉ còn cây một luôn. Đây cần carbon nha anh em. Phen bát là Fuji hết trơn nha. Carbon phen bát Fuji. Đây dòng phen ngon lành luôn, bu cũng ok luôn. Cây này nó là một cây cứng 50 dài 3,3m, hãng Ruby. Ha, cây này Ruby nha. 50 và 3,3m, bát là Fuji luôn. Nó cây này cái kén của nó thì nó có một cái lớp nhựa nha. Hai lớp nhựa, cầm lớp nhựa thì rất là chắc tay luôn. Thì lớp nhựa nó có hơi gân xíu nha anh em. Hơi gân đây xíu. Thì anh em kỹ thì anh em đắp bằng co hoặc là anh em để vậy đánh bình thường nha anh em. Cứng 50 và 3,3m. Câu cá chép đồ, cây này câu cá chép thì ngon lành, lăn xê đồ ha. Chép lăn xê đồ á, quá ok luôn, hoặc là ngâm xong đồ. Rồi, 50 và 3,3m. Ruby. Cây này mã số 22 giá là 600k ha. Cây này cân nặng. Rồi cây này cân nặng là 390g. Đọt của nó nè. Cây này đọt của nó là 2 ly 2 nha anh em. Rồi, mã số là mã số 23 22.
Cây này giá là 600k ha, 22. Tiếp theo mã số 23 cuối cùng. Đây, mã số 23 cuối cùng em sẽ có một cây cần là cần dây châm nha, rất là ok luôn. Cây giá là rất là tốt luôn. Cây này cứng 80 và 2m7, anh em không chơi dây châm gì anh em lên khoen nha, cứng 80 và 2m7 luôn anh em. Nè. Cây này hàng Korea xuất nha. Cây này như hãng của hàng gì nè, nó là của hàng No1, hàng máy in Korea nè. Ha. Phèn dẫn thì ngon lạnh hết trơn luôn, phèn dẫn là xứ xích hết trơn luôn, bu thì ok hết trơn nha. Cây này cái đọt của nó nè. Rồi, cây này cái đọt của nó là 2 ly 8 nha anh em. Đọt của nó là 2 ly 8. Rồi, mã số là mã số 23 cuối cùng. Cây này giá là 400k ha. À, cần gặp bo luôn nha, cứng 80 và 2m7. Rồi, chào anh em nha.